Nhìn kìa, ở đằng kia, tìm thấy cậu ấy rồi. Hay lắm. Cuối cùng, tôi cũng đã gặp lại những đồng loại Speed Command của mình rồi. Cảm ơn mọi người. Cậu mất tích 2 năm ở khu rừng này. Chúng tôi ròng rã tìm kiếm. Giờ thì được rồi, mau theo chúng tôi về nhà thôi. Tôi biết rồi, nhưng mà hãy đợi tôi một tí. Tôi muốn nói lời từ biệt. Cái gì? Cậu ở đây một mình, còn từ biệt ai? Không lẽ cậu từ biệt con nhỏ đó? Đúng vậy, khi thất lạc ở nơi đây, tôi đã coi nó như người tình của mình. Tao xin lỗi mày. Bây giờ tao phải quay về nơi vốn có của tao. Đừng đi. Mát quá, thoải mái quá. Ở ngoài này thật dễ chịu. Mẹ ơi, con chào đời rồi nè. Ủa, cha của con đâu? Không lẽ ông bỏ mẹ đi cặp trà xanh không độ rồi hả? What the hell? Cha của con và mẹ khác giống loài với nhau, nên ông ấy không muốn ở với mẹ nữa. Ông ấy đã quay về thế giới của mình rồi. Cái gì? Ông ấy đúng là một kẻ phụ bạc. Con phải tìm ông ấy về bằng được. Tìm về cho mẹ. Không, đừng đi con ơi. Nguy hiểm lắm. Mẹ không cần ông ấy nữa đâu. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ đem cha về cho mẹ. Có tiếng động, phía trước có tiếng động. Có một con mồi xuất hiện kìa, mau bảo vệ nó lại đi. Đáng ghét. Chết Satara, lù gom ghét kìa. Các người muốn làm gì? Bọn ta đã đói khát suốt mấy ngày rồi. Bọn ta chờ con mồi đi ngang qua đây để bắt ăn thịt. Người hôm nay sẽ trở thành buổi trưa của bọn ta. Đáng ghét, ta chưa tìm được cha của ta. Ta không muốn chết đâu. Tránh xa ra. Nếu không, ta sẽ giết sạch các ngươi. Chết tiệt, cái thứ quái quỷ gì thế này? Sao trong cơ thể của nó có thể phóng ra những thứ siêu thanh quái lạ thế kia? Hãy cẩn thận. Chết đi. Ta đã bảo rồi, các ngươi đừng có đụng vào ta. Ta không có hiền lành đâu. Ta hung dữ như chó vậy. Ai cắn ta, ta cắn lại người đó. Wow. Mệt quá, mình đã đi suốt mấy ngày rồi, không biết khi nào mới tới được thế giới tìm được cha của mình nữa. Mùi gì sao nồng nặc tanh thế này? Là mùi máu, dường như đằng trước có chuyện gì đó. Chết tiệt, sao nhiều xác chết thế kia? Không lẽ cha của mình cũng nằm ở đó? Cha ơi, cha đâu rồi? Kẻ nào đang tới vậy? Đừng giết hại bọn ta. Cậu xin người đó. Đúng rồi. Những người đàn ông ở đây có cái đầu giống như cái đầu của mình. Chắc chắn một trong số họ là cha của mình. Cha ơi, con là con của mẹ nhện. Với cha đây, con tới đây là để tìm cha. Cái gì chứ? Một Speed Command bọn ta có còn chung với loài nhện à? Nhưng ta không phải là cha của người. Ta chỉ là một đồng đội của cha ngươi thôi. Bọn ta đã bị lũ quái vật ôn cầu giết hại. Con cha của tôi đang ở đâu? Tôi sẽ giết lại lũ quái vật ôn cầu đó để trả thù cho mấy ngươi. Hay lắm. Có lẽ cha của ngươi đang ở trong thế giới của loài Speed Command. Mau lên, vào trong đó cứu cha của ngươi đi. Nhưng Quang, ta bị mất cái đầu rồi. Ta trước sau gì cũng sẽ chết. Hãy nuốt lấy người của ta. Trong cơ thể ta sẽ có tỷ, chắc chắn sẽ giúp ngươi mạnh hơn. Lúc đó ngươi có thể giúp bọn ta giết sạch lũ quái vật bồ câu. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn ông. Hay quá. Người của mình biến đổi rồi. Wow, mình cảm thấy năng lượng thật chan chê. Được rồi, cha ơi, con sẽ cứu cha, đem cha về với mẹ. Tới rồi, cuối cùng bao nhiêu cực khổ, mình cũng tới được thành phố của loài Speed Command rồi. Này, cha ơi. Wow, sao mọi thứ cháy rụi, nhiều xác chết thế này? Hả, những thứ gì đang lúc nhúc ăn cơ thể của những Speed Command vậy? Chết tiệt, các ngươi mau dừng lại. Chạy đi. Wow, thật không ngờ, cơ thể mới của mình
sao khi được nâng cấp lại khủng khiếp và mạnh mẽ đến như vậy? Cha của mình, cha ơi, cha đâu rồi? Cha đâu rồi? Con là con của cha đây. Mẹ của con là một con nhện, bà ấy ngóng chờ cha quay trở về. Sao cha lại bỏ bà ấy chứ? Này, này, người nói cái gì? Một con nhện mang thai của một Spin Command à? Lại đây, lại đây. Ông có phải là cha của tôi không? Ông có phải là người đàn ông bội bạc đã phản bội mẹ tôi không? Phải, chính là ta. Ta xin lỗi, ta không muốn phản bội mẹ của con. Nhưng vì thế giới ta đang bị xâm lăng bởi lũ Spo cầu, bắt buộc ta phải quay về giúp đỡ đồng loại của mình chống lại bọn chúng. Nếu mẹ con theo ta thì chắc chắn mẹ con và các con đều chết. Ông nói có thật không? Ông nói có thật không? Thật, thật. Nếu đánh đuổi được lũ Spo cầu, ta sẽ quay về ở với mẹ con suốt đời. Được rồi, được rồi. Ông ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thực hiện mong muốn của ông. Bao quay lũ Spin Command này lại, đừng cho bọn chúng chạy thoát, giết chết bọn chúng. Đáng ghét, cuối cùng mình đã tìm thấy lũ khốn kiếp đó rồi. Lũ chết tiệt, các người mau dừng lại, các người không được đụng vào lại Spin Command một lần nào nữa. Cái quái quỷ gì mày, có kẻ tấn công chúng ta kìa. Hay lắm, chúng ta có viện trợ tới rồi. Mau, lật ngược địch thế, giết chết lũ quái vật bồ câu đây đi. Không thể nào, ta sẽ giết chết hết các người, báo thù cho những bồ câu to lét đồng loại của ta. Cầm mồm đi, lũ rác rưởi, các người to gan, dám tới đây xâm lược thế giới của cha ta. Hôm nay, ta sẽ thay mặt cho Lloyd Smith Command, thay mặt cho công lý chính nghĩa, hủy diệt ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ bọn ta. Xin vật gì thế này? Các ngươi đừng sợ, ta tới đây giúp đỡ các ngươi thôi. Ta là một đứa con lai giữa mẹ nhện và cha là một Speakerman đồng loại của các ngươi. Gì chứ? Hả? Không lẽ ngươi là con của Speakerman đã mất tích 2 năm và ở chung với một con nhện cái? Không thể nào, sao lại có thể sinh ra một đứa con lai như vậy? Nhưng thật sự ngươi rất mạnh. Đúng rồi, ngươi có thể giúp bọn ta tìm lại thân xác chúa tể Smith Command đang bị giam giữ ở thành phố của loài quái vật bồ câu được không? Được, tôi sẽ giúp các ngươi để thực hiện mong ước của cha tôi. Hay lắm, cảm ơn ngươi. Nhưng mà trước khi ngươi đi tới đó, bọn ta sẽ cho ngươi thứ này, chính là tỷ của chúa tể Titan Smith Command trước khi chết. Ông ấy đã kêu bọn ta lấy ra để hấp thụ, nhưng trong số bọn ta không ai có khả năng hấp thụ được thứ tỷ này. Hãy nhận lấy nó, chắc chắn ngươi sẽ mạnh hơn. Là quái vật bồ câu, hôm nay sẽ là ngày tan của các ngươi. Này, năm sau ta sẽ bỏ phong bì để đâm vỡ cho các ngươi. Mẹ kiếp, kẻ nào to gan dám vào trung tâm thành phố của loài quái vật bồ câu chúng ta làm loạn thế kia? Là một quái vật nhện Smith Command. Không ổn rồi, chạy thôi, gọi viện binh tới. Đúng vậy, các ngươi hãy gọi tới đây nữa đi, càng đông càng tốt, để Spider Titan Smith Command ta đây sẽ tiêu diệt các ngươi một lúc sạch sẽ hết luôn. Cái gì? Lại là lũ Smith Command? Không phải các ngươi đã bị ta tiêu diệt sạch sẽ hết rồi à? Chết tiệt! Khốn kiếp, kẻ nào dám làm loạn ở thế giới của ta? Mẹ kiếp, là loại Smith Command nữa à? To gan thật, ngươi đâu chui ra vậy? Ta sẽ nghiền nát ngươi. Còn bao nhiêu kẻ mạnh nhất của loại quái vật bồn cầu, hãy ra đây hết đi. Ta sẽ xử lý các ngươi luôn cả một thể. Chết tiệt! Được rồi, nhanh chóng đi tìm cơ thể của chúa tể Titan Smith Command thôi nào.